Hôm nay mình sẽ làm gương cho các bạn xem. Đúng nghĩa đèn, làm ra cái gương luôn. Đấy, phản ứng gì đây nhở? Đây chính là phản ứng tráng bạc, hay còn gọi là phản ứng tráng gương của đường glucose. Cùng xem kim loại bạc được tạo ra như thế nào nhé. Tiếp để thực hiện phản ứng tráng bạc, chúng ta cần có thêm AgNO3, bạc nitrat. Cái này mình pha hơi lỗi nên nó hơi đục một chút, không sao đâu. Và thêm dung dịch ammoniac NH3 nữa. Nào, AgNO3 này. Tiếp đến là ammoniac. Đấy, lập tức dung dịch có trong trở lại ngay. Nó tạo thành cái kết tủa Ag2O. Và sau đó ammoniac nó sẽ hòa tan ngay kết tủa này. Và cuối cùng mình chỉ cần đổ glucose vào thôi. Mình muốn nó xảy ra nhanh hơn, cần phải có ở một nhiệt độ 60 hay đến 100 độ C. Chính vì vậy cho nên mình sẽ đặt nó ra cái cốc như này và rót nước sôi vào. Đấy, như các bạn thấy, phản ứng nó bắt đầu xảy ra, bắt đầu đổi màu. Và kim loại bạc nó đang dần hình thành. Nó bám ở trên cái bề mặt ống nghiệm rồi đây này. Đây này. Glucose nó có cái phản ứng tráng bạc này bởi vì trong cái cấu tạo phân tử của nó có cái nhóm chất aldehyde CHO. Chính vì vậy mà không chỉ mỗi glucose đâu, tất cả những cái chất có cái chất CHO đều có phản ứng này. Đây, để mình đổ cái dung dịch ở bên trong đi cho các bạn nhìn rõ nhá. Đấy, nó sẽ có một lớp kim loại bạc rất là mỏng bám lên thành ống nghiệm. Và như các bạn thấy, nó sáng như gương luôn. Nhưng mà trên thực tế thì chả mấy khi người ta dùng bạc để tráng gương đâu. Cái kim loại mà để tráng lên kính để làm thành cái gương ấy, nó chính là nhôm.